Rồi, xin chào cả nhà. Nhà chú cháu giờ đi mà đặt bẫy cua cả nhà. Sáng mà lú giờ tới mà đặt bẫy cua cả nhà. Giờ đang đi thả gặp đó. Chú mình hứa với cả nhà bữa nay là hai chú cháu mình đi đặt bẫy cua phải không chú hả? Ừ, cua. Dạ. Rồi bây giờ hai chú cháu mình mời cả nhà theo dõi hai chú cháu mình ha. Mình tới mấy giờ mình mới thăm chú hả? Chắc có khoảng 6 giờ chiều. Dạ, ok. Rồi bây giờ thả gặp hả chú? Thả gặp ạ. Ok. Nhìn tiếp à. Ok. gặp nào nói chà bá nợ anh gì đó. Rồi. Ok. Rồi tiếp tục. Móc cho nó miếng mồi mới được chứ. Bởi gì? Cái móc mồi mới được chú ha. Móc cho nó cài chặt chặt. Không có phao gì chứ. Vậy hả? Sao vậy? Sao vậy? Chú không gắn phao ta? Ê, hình như có hay gì nè. Trời. Được rồi. Hai ba con luôn. Ba con. Có. À, con cua cả nhà ha. Rồi, đổ qua chú ơi. Đừng đổ đâu quên này. Cứ từ từ. Ba con ha cả nhà ha. Bự nhỏ có đầy đủ. Rồi, hai chú cháu tiếp tục đi. Chú ơi, tiếp tục hả chú hả? Dạ. Rồi, đi thôi. Tới lú rồi. Tới lợn. Tới chú xuống. Tới. Dạ. Không biết có không nè. Dạ. Thì hên xui chú ơi, thì nói chung cua nếu mà nó no thì nó đâu có vô lợ đâu, mà nếu mà nó không no. Ê, có. Có không? Im à. Trời. Chà bá nợ anh không? Hên. Ủa trời dạ. Ôi ôi. Quá rồi cả nhà ơi. Cái 3-4 con chà bá nợ anh không? Có y hết rồi chú à? Y. Dạ. Có một đứa nó quánh lộn sao mà nó gãy hết nguyên càng. Có con rùa. Dạ. Rồi. Ồ, vô. Ê, gài lại chú ơi. Bỏ luôn, không đặt nữa. Không đặt hả chú? Không đặt. Sao hả? Đặt làm sao chó kịp. Không, anh nói chơi cả nhà chứ không phải cả sắp. Rồi, chú cháu tiếp tục đi thăm ha, cả nhà ha. Không phải chối tiếp rồi chứ. Rồi, ok. Quá im rồi. Hai chú cháu mình tiếp tục đi cả nhà ha. Tới cái lợi nữa nè. Tới hả chú? Tới. Ủa sao chú đặt cái con thấy không thấy phao gì người ta? Phao gì ta cầm cái cây làm dấu nè. Ở cây á hả? Đợt, trời làm phao nó cực lắm. Nhưng mà người lớn tuổi nè. Dạ, cũng hơi yếu ha. Ở đâu rồi ta? Sao kỳ ta? Sao nó tới vậy? Sao kỳ á? Gặp chưa? Không lấy ai lấy mất tiêu rồi. Ai vậy này? Có không mày gỗ? Có. Có không? Có. Ôi, hai em. Có. Hai em. Bá nợ anh luôn. Đây. Rồi, con thấy rồi. Đập xuống hai em. Ngồi không chú? Ngồi gài lại chú ơi. Đặt cái chân cây gì đó hả? Để gọi là làm dấu đúng không ạ? Làm dấu đó. Dạ. Rồi hai chú cháu mình tiếp tục đi cả nhà ha. Tới nữa đó nha. Còn mấy cái này chú? Rồi coi. Đây còn hai cái.
bên kia còn ba cái nữa. Vậy đó hả? Bên đây còn hai cái nữa. Dạ. Nhưng mà đó hai cái nó chết nghỉ quá. Sao hả? Lý do là biết sao? Sao? Trời nắng quá thì để cho bên kia nó ăn. Trơn gian quá rồi. Sao làm dấu nè. À, tới nè. Mà cái này không biết có hay không ha. Thì hến suối. Thế là không phải cái nào cũng có đâu. Không có phao rồi chứ. Dạ. Ép chưa? Đây nghe chút quớt hay gì? Ôi, lên nè, lên nè. Nghe đi nhà te. Hên chui. Trời ơi, ăn hết chân mồi. Ôi, con tôm. Vô, vậy là tôm vô ăn hết rồi chú ơi. Ăn hết chân mồi luôn rồi. Dạ, hết mồi. Ok. Rồi tiếp tục đi hả chú hả? Rồi, tiếp tục. Dạ. Không. Ồ. Mấy con? Ừ. Đâu sao sao? Ôi, to thế à. Ui, cái hàm luôn cả nhà. Hai cua chả bán nạn luôn. Cái lợn này giờ nó vô 8 con nó cũng nằm trong này. Dạ, rộng ha. Ừ, đổ ở đây mới được. Lưới gì mắc kẹo hả ta? Nói ôn không? Nói ôn thiệt. Rồi, hai chú cháu tiếp tục đi thăm cái khác nha cả nhà ha. Hai chú cháu mình vẫn tiếp tục bơi đi đổ ha cả nhà ha. Cây đó hả chú? Cây cầm đó phải không ạ? À? Dạ. Cái đó mình kêu là làm dấu. Rồi sao mà không làm pháo trời ruột? Vậy hả? Dạ. Nhưng sớm mắp của mình là ok mà, đâu có trộm cắp đâu mà sợ. Có không chú? Ngồi cái này không có à. Trời ơi, gì nó ăn gà. Trời ơi, cha không gà. Ăn đã ra luôn rồi. Thiệt là ác luôn á. Rồi cả nhà ha. Tiếp tục hai chú giáo vẫn đi thăm ha cả nhà ha. Rồi. Chú cháu mình đổ lời xong ha cả nhà ha. Thì một hồi mình vô nhà mình quay thành quả cho cả nhà xem hồi sáng giờ. Cua dữ trời cua lắm. Gì hả chú ha? Dạ. Rồi hai chú cháu mình nãy đi thăm lời rồi cả nhà. Bắt đầu chú ông thăm lưới cả nhà ha. Sáng chú dặn lưới sớm. Trời ơi cua. Đầy dơi cua luôn. Ôi cá. Mấy cá im quá. Cá kiền cái gì chú? Cá kiền nữa nè. Ôi im. Ừ. Cá kiền cá đói hả? Cá kiền cá đói. Quá trời. Cua rồi cá rồi tôm nữa hả? Rồi cá kiền nữa nè. Vô. Ừ. Cua. Để đại vô đi chú.
dài luôn, quá trời đất. Ui cá đối, cá kia nó gì chú? Đối đối nữa hả? Hai ba con cá đối luôn nè. Ôi đeo theo luôn nè. Tham không? Không có đeo nhiệt tình không? Xuống đi con ơi. Nó quên nó không hay lên bờ. Con tôm sú đang đây kìa. Cá đối cua, cá đối u. Quá xác cá tô mát. Ô cái gì nữa? Đang đu luôn, đang đu. Đây đang đu luôn. Trời ơi. Lại đâu. Trời ơi quá to. Đâu bắt dính không? Đây nè. Mang vô. Dạ. Cái gì xúc nè. Không chú dở đại đi. Dính nè, thằng nó dính chú kéo siết vô. Dính siết vô xuống luôn. Không chú đụng nó nhả liền. Cỡ này nè. Ôi trời. Trời đi. Nó cắn nè, banh mấy cá đi. Biết rồi. Hai cọc. Nãy cua sảy nãy cũng bay lớn đó đó. Cua nãy đó. Động thôi. Nó dễ chói. Biết thăm lưới thì tao đem qua vợ theo. Hên con cua này nó nhờ nó quấn vô được một hai tao lưới à. Còn lỡ nhả nữa rồi. Chắc khoảng 700 gram ạ. À, bá nện luôn. Quá trời cua. Banh con cá cho mình. Đúng rồi, nó ăn mà. Ôi trời ơi, cá rồi. Cái dâm. Ôi ôi cua nữa. Liền xì bắp luôn. Không dám ghim lưới nè. Tới công chuyện nè. Chú văng 11 văng đừng văng lên ruộng nữa, văng cái sông á, văng kinh đó, đỡ hơn. Kinh thì cá nó không lên nó chết. Cá nó sáng là nó lên trên ruộng nó ăn mà. Trời ơi, thôi rồi, gục rồi, quá rồi, gục rồi. Cái thiện cái gì bự vậy? Đói. Ồ, trò thế. Hai ba con lượn luôn hả? Ồ, cặp luôn. Quá rồi, cả nhà ơi. Đói thôi. Ồ, cái gì bự đắng kìa? Thiện cái gì? Thi. Ồ. Tôm sú cá. Trời ơi cá đối. Cá phi. Cá đối. Trời cá phi.
bình. Chế lạnh thì cũng ổn rồi. Thắng lộn đó. Nè, có thêm ngoe nữa hả? Nha. Rồi thêm tay nữa. Lạnh tiền cao lắm rồi cô ơi. Trời ơi, cá kiện gì chú? Kiện cũng nó đấm cái gì, banh cái lưới luôn. Dính không, dính không? Chạy qua mất tiêu, đeo lỗ rồi đó. Ừ, trời ơi, đậu đủ. Nó liệt cái chìm cái lưới luôn. Ừ, cá to à, cá to đấy. Trời ơi, quá xa. Quá xa bà xa. Rồi, tới nữa kìa. Thằng này đúng rồi, bắt được mà đâu dở lên là nhả nè. Bự đó hả? Ờ. 1, 2, 3 đem lên. Banh cá chứ. Ừ, mới đây mà banh cá chứ. Dữ thiệt. Ồ. Quá trớn. Trời ơi cái kìa. Liên con luôn. Cái này kêu bằng gì đâu phải, kêu bằng ta lưới. Cái nước đem vô luộc rồi. Luộc ra lưới luôn chứ. Nè, hết tôi biết rồi cả nhà rồi. Chà bá nện không. Hết cái mà biết rồi. Chà bá không. Kém chứ hả? Hết rồi phải không? Rồi hết rồi cả nhà ha. Rồi thành quả của hai chú cháu mình đi thăm lời vô nha cả nhà ha. Quá trời đầy thùng Apple luôn. Đầy thùng luôn cả nhà ha. Đây. Gạch có, y có, tứ có. Chú chú dài nhỏ xíu gì đây hả? Rồi thành quả cháu mình xong.